Vũ xin chào 500 anh em trên YouTube. Hôm nay kiến game 125 về. Hôm nay là kiến mới, kiến custom mới của Thái với kiến tài ga, kiến si vuông và kiến si tròn đó. Kiến si tròn. Rồi đầu tiên là vô đây là kiến game 125 Thái Lan. Đây là kiến mới của hãng nha. Hàng có đóng thuế đàng hoàng, phải trúng thuế đây Honda. 250.000 có cái đầu dưới này cứng chân dài. Thì anh em đưa lên full 2, full neo, full x. Đó, nó là chân dài. Mấy cái dòng xe quay lớn này đưa lên full đó đó, full 2, full neo, full x thì nó đẹp. Đó. Rộng kiến 10 ly. Kiến chân cao dài nè, kiến 10 ly. Kiến trong rõ, kiến Thái nha. Nó không có giống bên Việt Nam mà nó đóng cái này kia này là AMBAS vậy, cái chiếc này là bao nhập hoàn toàn cho anh em luôn. Bao nhập tới đây hoàn toàn luôn nè. Made in Thái Lan, nó khác với kiến Việt Nam mình hoàn toàn, cái chữ của nó rất là khác nè. Rồi cái độ cứng anh bẻ cho cái độ mà chỉnh kiến nha. Nè cái độ chỉnh kiến độ ok nha. Đó. Chúng ta muốn chỉnh chiều nào chỉnh cứng, có con ốc ở đây để chúng ta tăng đưa nó nè ha. Đó. Thì cái kiến nó tốt thì chúng ta lên xe chạy thì nó sẽ giảm cái độ rung lắc tối đa. Đây là kiến mới thì là 250.000 một cặp. Bán một cặp không có bán lẻ một cây. Nó có hai cái đầu nói luôn nè. Chân 10 ly đưa vô bất cả cái xe này Việt Nam mình là được hết trơn. Trừ những cái dòng xe mà chân 8 ly thôi, chân 10 ly là đưa vô được hết. Pha lốc trắng, lốc đen 110 ZX này vậy đó. Rồi full 2, full neo, full X. Quay S gì quay G được hết. Rồi cặp này cho qua 250 cộng thêm tiền ship em ha. Này cái giá này 250 cộng thêm cái tiền ship, chưa tính phí ship đó. Thì sẽ ship code cho anh em. Nếu anh em mình chơi uy tín ở đây sẽ ship code hết, không cần nhận cọc. Đây là cặp kiến si. Kiến si này là cái si, kiến si của HMA công ty Thái Lan sản xuất. Nó HMA Made in Thái Lan. Thì kiến si vuông là nó có giảm sóc này luôn, có giảm sóc, có dòng sin giảm sóc đây nè, 350.000 một cặp. Bán một cặp không nha. Thì chúng ta đây là kiến 8 ly thì chúng ta đưa lên 67 CD, 67 cúp rồi đó. Là 81, 82 gì đó ha. Thì chúng ta có thể xây. Đó, chúng ta đưa lên thì muốn gắn cái chiều nào đó anh em gắn tùy hỷ quên thôi mà xây được nha. Kiến si vuông, chân 8 ly, rộng si, lưng si, Made in Thái Lan. Còn cái kiến tròn này nó không có đóng Made in Thái Lan ha. Nó không có đóng cái chữ Made in Thái Lan này, nhưng mà nó có vẫn là cũng công ty HMA sản xuất nè. Vẫn là công ty đó luôn. Nó công ty HMA, bên đây cũng HMA nè ha. Kiến tròn si thì cái rộng si là rộng 8 ly. Nó sẽ bung cái nan ra như vậy. Thì chúng ta lên xe nó sẽ bung ra như vậy đó. Lên 67 68 nào đó, CD rồi nó đẹp. Thì cái này cũng có xây được. Hình như xe lên xe xuống hơi. Được, xây được. Xây sao đâu xây anh ơi. Xây cho anh em coi. Rồi xây hơi à. Hơi chứ không có được nhiều anh em ha. Đụ qua lại nhẹ thôi chứ không có nhiều. Đụ qua lại xây hơi nhẹ. Kiến si. Đó, kiến si Thái 350.000 chưa có tiền ship nha. Cặp kiến si nè. Cái này là keo, cái này dính keo, cái này để tượng trưng quay phim cho anh em coi ha, nó có giảm sóc. Đây nè. Đây là kiến custom mới. Custom Made in Thái Lan, HMA công ty HMA sản xuất đó, Made in Thái Lan. Kiến custom đèn vuông thì một cặp là 280.000 đó. Kiến mới của Thái gọng si chân 8 ly. Gọng si chân này 8 ly. Cái này là kiến tay ga. Kiến tay ga là kiến tay ga này là kiến tay ga của Thái, ở ngoài trước là tròn, ở ngoài sau thì sơn ở trên là sơn trắng. Ở lòng này là ở dưới này là sơn đen nhám, đóng Made in Thái Lan. Ồ nó không về định hình được, nó nóng bên Made in Thái Lan ha, cái máy nó nóng quá không định hình được. Made in Thái Lan ở đây nè. Ở trên đây là sơn màu trắng anh em ha, chúng ta là đây là chân 10 ly. Chân 10 ly kiến tay ga thì vô tất cả các dòng xe của tay ga hiện tại Việt Nam, Clip, Clear, Wagio hay Vision, SH Mo, SH 125, SH 150 là vô được hết. Đây là kiến của Thái Lan, giá 250.000 một cặp chưa có tiền ship. Bán một cặp không ở đây bán cặp không có bán cái này xây cho ta coi anh. Để lên xe số ngồi bình thường như xe số bình thường. Đó. Kiến Thái gọng si, chân si
chân si rộng sơn nè, chân si chân 10 ly ha. Mặt lưng sau là sơn trắng, ở đây là sơn đen nhám. Dạ vậy thôi, kết thúc video này anh em ha. Anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại của anh Hân trên màn hình đó, cái này có ổng bán đó. Thì hai anh em bán chung, anh em có việc liên hệ anh Hân sẽ ship cho mấy anh. Cái này thì tiền ít thôi, không cần bán cọc bán gì hết trơn ha. Mình cứ mua cặp nào thì cho cặp đó thôi. Xin nhắc lại là nãy kiến ghim 125 á thì 250.000 cặp. Còn kiến gọng si vuông á thì 350. Kiến custom 208, kiến tay ga 250, kiến gọng si tròn 350, mà gọng si tròn thì không có made in Thái Lan. Rồi, có nhiều kiến thôi. Cảm ơn bà con cô bác đã dành thời gian để theo dõi cái video của tụi em. Xin chào và hẹn gặp lại.